xử, nó xử. Con người dưới quê lên là nó xử lắm. Tặng cho tôi. Mặc dù không lễ tình nhân gì vẫn tặng qua. Thì cảm ơn cái lịch sử của anh mà anh nghĩ sao anh tặng qua dạng thọ cho tôi vậy? Dạng thọ là sống lâu á. Tặng qua dạng thọ là ý như là nghĩa là cầu chúc cho sống lâu trăm tuổi đó. Thế vậy tôi chẳng tặng lại anh, chúc anh sống lâu trăm tuổi đó. Trời đất ơi, vô tặng ta tặng qua dạng thọ. Má ngần ngờ, kinh quá được. Lê Minh ơi, một lại năm xưa ta ký thác Sơn Hà trong tay viên tướng trẻ. Còn lại thứ hai là... Lại thứ hai tôi lại bà nội ơi, trời ơi bà tha tội cho con. Trời ơi, bà hát mà bà làm gì mà chọc lét tôi quậy sao tôi hát. Trời đất ơi, anh mất cười chọc lét hồi nào. Thì tại vì anh chấp đứng tôi muốn làm gì tôi làm. Với lại anh là cái người anh ruột thịt của tôi. Anh là người anh coi như là chết, rất là anh dũng, rất là hy sinh. Cho nên tôi thương tiếc từng làn da tôi thịt của anh vậy thôi mà. Tôi hát quá xúc động mà. Xin lỗi nghe, tại vì á là đánh máy lộn. Cho nên á là cô á không có bị ung thư giai đoạn cuối đâu. Mà thật sự cô chỉ bị thiếu vitamin C thôi hà. Cái chuyện này tôi sẽ ghi trong lòng tạc, trong dạ khắc, trong bút. Tôi nói cho tất cả mọi người biết luôn, cho bệnh viện mấy người đóng cửa nghe chưa? Dạ, cảm ơn. Mệt quá rồi ơi. Làm người ta không biết đi sau lưng người ta vậy. Làm gì theo canh ta hoài á. Cởi khẩu trang xuống coi. Chưa thấy ai mà đeo khẩu trang khoét cái lỗ vậy. Nhìn cái mỏ nhọn quắc, ta nhìn ta biết rồi. Làm gì đi theo tôi hoài không nội hả? Làm gì? Anh nói làm gì đi theo tôi hoài vậy? Đòi tiền. Cái gì? Mày tính trốn tao phải không? Cái này không được nha. Nói vậy là mít lòng nha. Mít lòng gì? Anh hỏi bà con cô bác đi. Đúng nè. Trốn là khi nào anh không thấy tôi kìa, tôi mới trốn. Còn tôi đang đi giữa đường này nè, đó, trốn đâu? Anh thấy tôi mà tôi trốn rồi nào? Cái này không phải là trốn, mà cái này là tôi né. Trốn khác, né khác. Lý luận á. Ê. Gì? Giờ tiền tao mà chừng nào mày trả? Tiền gì trời? Nó mượn nợ tôi đòi tiền gì trời? Mày mượn tao 5 triệu mà nói mày không giống làm ăn tao. Tao nghĩa là tao gom góp rồi mượn 5 triệu. Với cái tình nghĩa anh em, tháng này qua tháng nọ, bây giờ đó là 7-8 tháng rồi. Chứ mày, sao mày không trả đâu? Thì nợ cái gì? Nợ thì từ từ trả thôi. Từ từ đi chừng nào? Từ từ đi. Phải trả tiền bữa nay. Anh, bởi vậy anh quên rồi. Ghét à, quên em út luôn rồi. Không nghĩ tình nghĩa hồi năm xưa em với anh hả? Tình nghĩa gì? Tình nghĩa mà hồi lúc mà anh em mình á học đại học đó. Trời ơi, đại học. Nói mắc cỡ, lớp 3. Học lớp 3 là biết gió tuổi nó học đại học. Miễn sao có học được rồi. Học chung lớp nhớ lộn. Tao cũng lộn nữa. Đại học ha. Học đại đó mà. Học lớp mấy học đó. Anh quên, hồi xưa hai anh em mình học chung trường á. Rồi xong hả, mượn tiền qua, mượn tiền lại đó nhớ không? Ê, mày mượn tao, tao chưa hề mượn mày nha mày. Mày dụ tao không nha mày. Thì, ai mượn cũng được. Vậy là anh quên cái câu ông bà xưa người ta thường nói vậy nè. Nói gì? Bầu ơi thương lấy biết cùng. Tuy khác phố nhưng mà chung một phường. Ở khác phường. Để cho mày đừng đến mượn tiền của tao. Nhanh kỳ á. Để tao trả đây mày. Từ từ trả. Bữa nay dứt khoát là phải trả, không có từ từ. Giờ muốn trả tiền phải không? Chứ sao? Được rồi. Tiền miễn sao tôi trả anh luôn. Bây giờ tôi thiếu anh nhiêu? 5 triệu. Thiếu anh 5 triệu phải không? Ừ. Giờ tôi trả anh 5 triệu. Bo anh thêm 5 triệu nữa. Tao lại mày. Mỹ ơi, tao lại mày. Gì lại? Tao chỉ cần mày trả tao 5 triệu thôi, tao không có cần tiền mày bo tao gì hết trơn cái loại á. Thì bây giờ anh nghe cách tôi nói đi. Bây giờ tôi có cái ý như thế này nè, miễn sao tôi có tiền tôi trả cho anh mà cho anh thêm 5 triệu nữa. Thì mày trả 5 triệu thôi. Ý gì? Ý gì phải không? Không. Giờ anh nghe tôi nói ha. À. Tôi có quen một người bạn gái. Bạn gái kệ mày. Mày đừng có nói với tao. Mày đừng có nói chuyện dông dài. Mỗi lần tao đòi tiền mày nói chuyện dông dài. Mày hết chuyện này tới chuyện nọ chuyện kia. Không có lần nào mà tao đòi tiền mà mày trả tao liền hết á. Mày mệt quá. Anh có nghe người ta nói không? Nghe. Nghe chưa gì cứ anh nhảy vô họng tao không sao nói được. Nhảy nào tao nhảy vô họng người ta còn xì vừa. Trời ơi, phải nghe cái ý tôi nói vậy mới có tiền kế này tôi mới trả cho anh được chứ. Tại vì 10 lần đủ chục lần mỗi lần tao đòi tiền mày là mày nói. Mỗi lần đòi tiền mày nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nói nhọn nó nhiều quá. Nó nhiều đâu, tao nãy là tao nói cái gì nhiều. Tao nói nào? Ai mới nói đó. Tao nói nè, bây giờ tao nói con câu rồi mà nói nhiều. Từ từ đi, có cái cách này nè, miễn sao có tiền tôi trả cho anh thôi. Cách gì? Giờ nghe nói không? Không có lừa gạt nha. Không có gạt.
không có gã gì hết á, đàng hoàng thôi. Ừ, nói đi. Tôi có quen người bạn gái đó, mà mẹ của người bạn gái tôi á, bà khiên người lắm, không thể nào bà gã gái bà cho tôi hết trơn á. Vì vậy tôi nhờ anh á giúp giùm tôi một chuyện. Giúp gì? Gạt ta hả? Không có gã. Giúp gì? Bây giờ á, bây giờ là anh làm bộ, bây giờ anh làm chú tôi đi. Ta làm chú mày? Ừ. Cái gì? Thì đó, bây giờ anh nói là ba má tôi á ở Mỹ á không có về được, anh là chú tôi mà hả, đại gia dưới quê nha. Ừ. Đó, giờ anh lên đây kiểu như anh qua bển gặp mặt người lớn á, hỏi chuyện vợ chồng cho tôi đó. Mà cứ hỏi cứ vợ đó nha mày. Hả? Bây giờ bên bển là vừa đồng ý thôi là hả 5 triệu thành 10 triệu đó, có mấy tiếng đồng hồ à. Mày không có gạt tao nha. Không gạt. Để tính lại mày. Đi mày. Giờ yes hay là no? Từ từ. Cái suy nghĩ. Tự nhiên qua bển. Qua bển. Rồi hỏi vợ cho mày. Đúng rồi. Tao làm chú mày để đại gia giường mới lên. Đó. Rồi hỏi cưới vợ cho mày. Đó. Rồi mày trả tao 5 triệu. Đúng rồi. Mày đưa thêm 5 triệu nữa. Đó. Lúc đó là gạo nóng thành cơm rồi. Bây giờ cho mượn 2 triệu nữa đi. Cái gì? Mày tính gạt tao nữa hả mày? 5 triệu chưa đã giờ mày mượn thêm 2 triệu nữa hả? Mày muốn cái gì đây? Ý đồ gì đây? Từ từ giải thích cho nghe. Bây giờ em thiếu anh là 5 triệu phải không? À. Mượn 2 triệu nữa là 7 triệu phải không? À. Xong cái vụ này đông là trả thành 14 triệu. 7 triệu. Đó. Thành 14 triệu. Yes hay no? Thôi tôi kiếm người khác à. Từ từ mày. Tự nhiên loại nó 2 triệu nữa, không có trả không nữa rồi. Dạ, có mấy tiếng đồng hồ á, mà thành 14 triệu. Trời ơi, cỡ như giám đốc nè hả? Kiểu như là cái gì đó, làm chưa được 1 tiếng đồng hồ được 14 triệu không? Nè, 2 triệu. Nè, nhớ là 2 triệu nha. Ừ. Là 7 triệu. Ừ. Xong việc là mệt quá à, nó nhiều quá à. Thì xong việc là, tức là 7 triệu nè, thành 14 triệu. Yes. Hay no? Yes. Yes phải không? Đúng nha. Giờ về ngủ sớm. Đi về. Ngủ cho sớm. Đúng sáng thức dậy sớm nghe không? Chuẩn bị tôi qua tới là đi liền đi nha. Yes hay no? Yes. Yes à. Nhớ nghe. Ông này có vẫn nghĩa dạ. Mượn cho 2 triệu là đưa 2 triệu liền. Thì bắt quá gì? Dễ dụ lắm mà. Làm cái gì vậy? Cái vòng tới vòng lui tao ngồi mà tao chóng mặt quá à. Dạ tại con sốt ruột quá. Sốt ruột thì đồ ăn ở trong nhà thì vô lấy ăn, ai ăn cấm cản cái gì mà tự nhiên sốt ruột. Không phải chuyện đó thôi, cái chuyện quan trọng hôm nay nè. Quan trọng hôm nay chuyện gì? Trời đất ơi, má không nhớ hả? Ủa tôi đâu có chuyện gì quan trọng đâu tôi nhớ. Trời ơi, cái chuyện mà nhà trai qua đây xem mắt con nè. Trời, tưởng chuyện gì, chuyện hôm nay nhà trai qua mắt. Ừ. Thì đây qua thì nó qua chứ có cái gì đâu mà sốt ruột. Trời ơi sao rồi, hẹn 9 giờ mà giờ này chưa tới nó bây giờ mới sốt ruột. Giờ mấy giờ? Giờ này mới 8 rưỡi mà. Dạ 8 rưỡi. Thì ta hẹn 9 giờ 8 rưỡi ta chưa qua phải rồi cô. Làm gì sốt ruột chứ vậy, bị nôn quá à. Trời cái gì cũng phải từ từ chứ, cái người sốt ruột là tôi đây nè. Tôi mới là người sốt ruột rồi nè. Ủa? Nhà trai qua coi mắt con mà mắt gì mắt sốt ruột. Ờ ha. Cái này sốt ruột không hay bậy phải không? Ờ tự nhiên. Ờ nhưng mà tao sốt ruột rồi bị gì, tao muốn coi cái mặt thằng rể nó làm sao, coi cái da phong danh giá nó như thế nào, bề thế nhà nó như thế nào, phải nôn chứ. Má ơi con thấy được rồi, má coi gì nữa. Được là trong mắt cô thôi, chứ làm sao mà lộ con mắt tôi mà được chứ không được. Bây giờ nó chưa tới gì hết mà được thì được cái gì. Sao lâu vậy ta? Làm gì ngồi cái gã như mắt phong gì, phong đòn gánh gì vậy? Sốt ruột thì nó ngứa ngứa vậy. Hay là đàn trai qua mắt, qua coi mắt rồi ăn mặc vậy đó hả? Ủa đẹp à má? Đẹp gì? Ủa nhà cửa mình như vậy mình phải ăn mặc làm sao cho đáng, nhìn người ta nhìn vô người ta phải sợ phải nể phục mình chứ. Thôi má ơi, con với ảnh quen biết nhau lâu rồi, có gì đâu, thấy bình thường mà. Quen lâu là quen lâu là cái chuyện của hai đứa, còn bây giờ người ta tới nhà mình phải lịch sự, phải đẹp lên, hiểu không? Ủa con là con của má mà riết bây giờ nhìn vô người ta tưởng là má là con của con không à, thấy không? Cái gì vậy? Bước ra đường là má đi một bước, qua bước một sải một bước vậy là người ta nhìn vô là má là ai? Thấy không? Trời đất đó, ơi. Nhìn ơi, nhìn người ta tưởng má là con không à. Bây giờ mày. Bây giờ mới để ý nha. Nguyên một bộ đồ tím rịm, tiếp xẻ tay.
Trời ơi, mình đẹp mà, mình giàu, mình sang, mình có quyền chứ con. Ai ăn mặc cái kiểu này người ta vô được coi ra cái hệ thống gì hả? Con thấy được rồi. Đi vô thay đồ, nhanh lên. Không có nói nhiều, bước vô thay đồ liền. Người ta vô người ta quýnh giá tôi làm sao? Con gái lớn rồi, người ta có mắt con mà làm như con mắt má vậy. Trời đất ơi, con này ngộ ghê. Trời, ở nhà có hai mẹ con mà tôi lộng lẫy vậy mà nói vậy đó trời. Không hiểu con tôi riết sao nữa. Ai đây? Dạ hỏi thăm chút. Thăm gì? Đi đâu vậy? Có phải nhà Ngân không? Ờ, nhà Ngân mà nè nè, nói nghe nè, đây là nhà của Ngân. Yeah. Nhà tôi bữa nay là đâu có mướn người vô đây múa lân hay là cúng kiến gì đâu, tự nhiên đi đâu vậy? Không có. Đi hỏi cưới Ngân. Cái gì? Hỏi cưới Ngân? Dạ. Yeah. Ủa, không lẽ con mình nay nó chơi đồ cổ ta? Mà cái này cổ thiệt luôn á, cổ không biết năm nào luôn á. Ông đi hỏi cưới Ngân. Dạ. Yeah. Có lộn không vậy? Không. Ý tôi nói là tôi đại diện đàn trai đi hỏi cưới Ngân cho cháu tôi. Trời ơi, nói một câu hết hồn hết vía. Yeah. Đại diện đàn trai thì nói đi chứ, tôi tưởng trời ơi con tôi sau nay nó lạ dữ rồi chứ. Hey. Đại diện đàn trai qua đó hả? Dạ. À, rồi ở đâu, sao ăn mặc thì không đâu vô đâu vậy, không có ra cái hệ thống gì hết vậy? Dạ, ở cổ cò. Gì? Với cổ cò lên. Với cổ cò lên. Tại sao mất lịch sự đến mức độ mà vô nhà tôi không gõ cửa? Ít nhất thì cũng phải bấm chuông chứ. Bởi ta nói cái dân cổ cò lên mà. Không, cổ cò không phải vậy đâu. Tại vì thấy cửa không khóa đó. Không khóa nhưng mà cái lịch sự là cũng phải bấm chuông. Người ta ra người ta mở cửa. Đi đâu vậy? Đi ra bấm chuông. Thôi khỏi đi. Vô vô quá, mất lịch sự. Vô nhà người ta mang giày lên cái kiểu vậy đó hả? Trời đất ơi. Trời, sao không bỏ ở đây mà thách vậy? Để tôi. Trời ơi, nghĩ sao cái bàn tôi mà để đâu dài lên? Hả, biết cái bàn tôi bao nhiêu tiền trong đây không? Biết là dài nhiêu tiền không? Sợ mất. Mất cái gì, nhà cửa tôi dày mà ăn cắp có đôi dài hả? Đâu ai biết được. Đó nói chuyện. Lấy thước là đo làm người. Cái gì? Thấy là tôi ứa gan lắm rồi á. Con tôi nó bị cái gì vậy trời? Nó nghĩ sao mà nó quen cha con vô rồi thế? Để xuống đất đi. Dạ. Đi đâu mà vô âm bông âm biết rồi đây. Dạ, hả? Tặng quá. Trời ơi, coi vậy chứ giàu lắm à. Giàu. Đại gia đó, đại gia dưới đó. Trời ơi, đại gia. Phải đồ này không phải là dễ kiếm đâu à. Nghĩa là đồ này đó là đồ cổ mắc tiền. Đồ cổ mắc tiền. Dạ. Trời ơi, ăn mặc không ra cái hệ thống gì mà đồ cổ mắc tiền, xin lỗi. Vậy đó mà về dưới hỏi là tư cổ cò là ai cũng biết hết trơn cái trời. Tư cổ cò. Dạ, thường thôi, không có làm gì á. Ở dưới nuôi cá sấu rồi chừng mấy chục ngàn con thôi. Nuôi mà tới ở dưới sông rồi bò tới nhà tối ngủ chung với cá sấu vậy thôi. Ông anh. Ông anh nói ông anh nuôi cá sấu hả? Vậy ở dưới vậy là làm giàu rồi giờ vậy thôi chứ làm gì á. Trời ơi, ông anh ngồi chơi đi, nói chuyện chút xíu đi. Ông anh nuôi cá sấu mà nhiều vậy là một cái trang trại lớn lắm phải không? Trời ơi, cò bay thẳng cánh. Cái trang trại tôi từ cổ cò chạy xuống dài tới Cần Thơ luôn. Trời ơi, vậy đó hả? Đất tôi không, nó không phải nổ chứ đất tôi đó không? Mà cò bay nửa chừng đó, rớt xuống chết. Không hết đất. Ủa sao vậy? Tại vì á, nó mỏi cánh rớt xuống cái chết à. Đâu có hết chấm nổ, dữ lắm. Vậy hả? Ngồi đi, vậy cho tôi thăm. Biết không, cá sấu đó. Nuôi cá sấu là giàu lắm đó. Người ta lấy da cá sấu đó, người ta làm bóp, làm nhiều thứ lắm. Giày làm dây nịt, đồ trời ơi, bán tiền không đó ông đó. Chưa đâu, chưa nói da bò đâu. Da bò người ta là lấy người ta may áo lạnh luôn. Ủa, có nuôi bò nữa hả? Từng có 80.000 con chứ không có nhiều. 80.000 con bò. Còn cá đó, nghĩa là cái sông Cần Thơ đó. Mà tôi nuôi cá đó là khoảng 400-500 ngàn con cá thôi, không có nhiều. Tối đó, nghĩa là nó phải lùa về. Sáng đó, nó thả đi, tôi mướn cái chừng khoảng 40-50 người công nhân gì đó. À. Cái thả cá, cái lùa về, cái thả cá ra biển ăn, cái lùa về. Trời ơi, vậy á. Vậy ông anh là đại gia, dưới cũng lớn lắm phải không? Hổn, hổn. Sao hổn? Tôi kêu anh là hổn, kêu bằng chú mới đúng. Ủa sao kêu bằng chú? Con là Ngân phải không? Hả? Cái gì? Ngân. Con nói gì vậy? Má con Ngân. Má Ngân. Trời đất ơi trời. Trời ơi,
Cái gì vậy? Má Ngân mà trẻ gì đây? Trời đất ơi, chứ anh nghĩ sao má Ngân già? Trời đâu có biết đâu. Tưởng má Ngân, tưởng má Ngân già lắm. Vậy hả? Đã rồi, tưởng Ngân không ngờ, đâu biết là Nhi. Thằng má nó sự, nó sự. Con người dưới quê lên là nó sự lắm. Tặng cho tôi. Mặc dù không lễ tình nhân như vẫn tặng qua. Cảm ơn cái lịch sự của anh. Mà anh nghĩ sao anh tặng qua Vạn Thọ cho tôi vậy? Vạn Thọ là sống lâu á. Tặng qua Vạn Thọ là ý như là nghĩa là cầu chúc cho sống lâu trăm tuổi đó. Thế vậy tôi chẳng tặng lại anh, chúc anh sống lâu trăm tuổi đó. Trời đất ơi, vô tặng ta tặng qua Vạn Thọ. Má ngần ngờ, kinh quá được. Êm không? Êm. Êm hả? Lấy cái tay xuống. Đừng có giả bộ. Đi qua bên kia ngồi giùm tôi cái đi. Quên. Quên cái gì mà quên? Nãy giờ tưởng là chân tôi ngứa gãi, cái lộn. Dạ. À, cái đó là khẩu hiệu. À, vậy dạ, gia đình tôi có học mà. Dạ. Dạ. Con chào bá. Ờ, chào con. Dạ, chào cậu. Không, ở cái bên nhà mà nó lịch sử chào hoài à. Dạ. Gì, gì ở cái bên nhà? Không. Ý tôi nói là ở dưới quê đó, nhà ba nói nhà tôi là sát bên vậy mà gặp chào. Dạ, có dạy, cô nhà có dạy. À, lễ dạ, phép dạ. Gia giáo vậy được. Ừ. Con có món quà gửi cho bác à. Trời ơi, quà cáp làm chi vậy, mất công vậy con. Tới đây là bác quý lắm rồi, rồi cảm ơn nha. Dạ. Ừ. Nha. Tất cả 14 á. Nha. Đúng rồi. Dạ. Hả? Anh nói gì? Vậy đó, cho 14 á, không ít đâu à. À vậy hả? À 14 triệu à, ít đâu ít đâu. À vậy hả anh. À, thôi tới đây rồi hãy cho bác hỏi thăm chút xíu cho con nha. Dạ. Ừ. Trời ơi, nhìn cũng ra đây chút xíu cho con. Cũng ê. Mưa đạp nó dài hư rách rồi thôi. Trời ơi anh ơi, ở nhà này mà anh làm quá làm với ở ngoài đường vậy. Không đâu phải, có đâu. Dạ anh sợ đạp dơ ra đường ta coi thường. Trời ơi, đạp dơ ở nhà là có cái máy đánh dài, đánh lại giùm anh cho. Dạ, ở dưới này có máy đánh dài luôn hả? Có cái máy. Ủa, đánh dài. Ờ, cũng sáng sủa, mặt mày cũng tươm tất được. À, đúng là con gái tôi nó lựa không có lầm người. Nó yeah. Phải cân xứng với cái gia đình này chứ đúng không? À, vậy cân xứng nhau mà. À, mà con con ở dưới quê con làm gì? Dạ thưa bác, con chỉ làm công nhân thường thôi à. Dạ dạ vậy. Sao con làm công nhân thường? Là sao? Bởi vậy. Ủa sao nói đại gia mà? Bóc rồi chứ bóc gì, tao già cả bóc gì vậy? À quên quá, đâu có. Mới nói là làm công nhân thường. Nó khiêm nhượng đó. Trời ơi, nó giám đốc mà. Nó học đại học ra. Nó cao đẳng ra, nó làm giám đốc bây giờ luôn á. Thì làm giám đốc thì con nói là giám đốc đi. Con nói làm công nhân thường. Dạ, tại con ngại thôi bác à. À, ý mày là giám... Mày muốn có gì nói thiệt nha. Không có ngại ngại. Thôi dạ. Mà, đừng có đánh con vậy. Con nóng lắm. Thôi dằn lại đi. Ý con nói con là giám đốc là con quản lý tất cả các công nhân đúng không? Thì con nói vậy đi, cái gì mà trời ơi, ba nói quản lý là mấy ngàn công nhân luôn. Thì đó, nói đi. Nó, cái thằng này nó làm giám đốc tới giờ đó. Ừ. Trời ơi, thôi. Ôi, thôi nở mặt nở mày, gia đình dữ lắm luôn. Dạ. Dân có học mà, dạ. Cao đẳng. Dạ. Tại cẳng đau đó mới nghỉ đó. Không à, cẳng đau đó mới ra trường. Cái đang lại học thêm nữa. À, ừ. Vậy hả? Dạ, đúng rồi bác ạ. À, rồi, con ở dưới quê là ở với chú. Dạ, thưa bác. Con làm việc trên thành phố. Rồi con mướn ở nhà ở quận 10 á. Con làm việc trên thành phố? Dạ. Con mướn nhà ở quận 10. Bậy, trời ơi. Quá đáng, khiêm nhượng quá đáng. Mướn nhà đó làm hồi nào? Biệt thự quận 10. Biệt thự thì nói đi, nói mướn nhà. Biệt thự nhiều lắm. Tốn quá à. Nhiều lắm, chứ phải là quận 10 không? Ủa vậy hả? Hóc Môn có nè. Ờ. Cổ Cò có nè. Cần Thơ có nè. Tây Ninh có nè. Sông Bé có nè. Ủa sao biệt thự nghe dùng gian không vậy? Trời ơi, dùng gian ở với má. Nó không có chịu ở trong thành phố, cái đầu óc nó là làm gì không được. À. Ồn ào náo nhiệt đó mà chị. À, vậy hả? Đúng rồi. Ủa sao nãy giờ không ra thấy con gái. À quên, trời ơi xin lỗi, tự nhiên con nói chuyện với con cái đây cái quên. À. Ngân à. Ngân. Dạ. À, bữa nay có bạn trai con với lại ba của bạn con qua coi mắt. Chú. À, chú. Qua coi mắt nè con. Ý, anh Lý. Nè. Nghe lại. Cái gì?
gì mà sáp vô cái sàn sàn làm gì mà nôn như vậy? Dạ. Hả? Dạ dạ con quên. À dạ dạ con chào ba. Không phải không phải. Chú anh. À, dạ con chào chú. À, chú. Dạ. Chú mới đúng nhá. Dạ. Hỏi thật tuồng rồi đó, theo chú chú. Dạ. Chú. Chú. Dạ. Rồi đang hỏi hồi nãy hỏi con là hỏi tới cha mẹ của con á. Cha mẹ con làm gì ở đâu? Dạ dạ thưa bác, ba má con á dạ, ở dưới quê á bác. Ở Mỹ. Quê Mỹ. Cái bác quê Việt Nam. Ủa quê Mỹ là sao? Ở Mỹ mà ở dưới quê mình giống như một tiểu bang nhỏ vậy đó. À. Giàu lắm trời ơi nè, ba nó ở Mỹ nè. Má nó ở Pháp nè. Chị hai nó ở Úc nè. Dạ, em Út là nó ở Canada nè. Trời. Rồi dì nó ở Iraq nè. Đó, giàu lắm. Ê, sao ho dữ vậy con? Băng đang bị bệnh hả con? Dạ không có, con chỉ ho thường thôi bác à. À ho thường thôi hả? Sao ho thường đâu, nó ho lao đó. Gì vậy? Nó ho máu khổ kia nè. Trời ơi, ta ra, thằng này nó ho. Gì vậy? Gì vậy? Bốc. Bốc là vụ làm ăn hay là cái gì thôi, gì tôi lo lao trong đó nữa. Tao đâu biết đâu, thì mình nói biểu tao bốc, tao bốc lên chứ đâu nói. Bốc cái nào đàng hoàng mới bốc, tự nhiên mấy cái bệnh hoạn bốc chi. Thôi khỏi bốc, tôi bốc giùm cho. Nãy giờ bốc cũng nhiều rồi. Má. Cái gì? Cái gì? Mày đứng đó, để tao nói chuyện. Dạ. Lại đây. Tôi kêu anh hồi nào? Nghe lại đây. Kêu cái thằng kia kìa. Không nói. Lại đây. Lại dạ. Sao? Giám đốc phải không? Giám đốc lừa đảo phải không? Trời. Phải không? Ba là ở Pháp, má ở Mỹ, anh ở Úc, chị ở Canada đúng không? Giàu quá mà, đại gia dưới quê mà cò bay thẳng cánh gãy cánh rớt chết hoài à, đúng không? À rồi cá sấu thì mấy trăm ngàn con, tối ngủ chung với cá sấu nữa mà, bị khùng nó mới vậy đó hả? Nghĩ sao lừa vô lừa đảo tôi? Tôi biết hết cái bản mặt rồi, nha. Nha. Cái ông kia đâu rồi? Trốn rồi. Đi ra đây. Bước ra. Nghĩ sao trốn? Mày đứng im đó, tao nói chuyện. Nè, lừa đảo ai chứ đừng lừa đảo cái bản mặt này. Không dám lừa đảo đâu. Trước khi tôi nói tiếp chuyện với mọi người á, là tôi cũng đi ra ngoài chợ tôi hỏi hết rồi. Tôi hỏi hết mọi người rồi nè, là thằng Trung Mỏ Chu, đúng không? Bán trận trời, đúng không? Bài đặt bữa nay chải tóc này kia rồi vẽ râu lên để cho qua mắt tôi hả? Khỏi cái bôi. Ủa gì? Cái bản mặt ông sao nó vậy à? Nhìn cái Mỏ Chu là tôi không ưa rồi. Lừa đảo ai chứ đâu có lừa đảo được tôi. Nhưng hai người muốn cái gì? Xui cái gì mà xui? Bây giờ tôi không có nói nhiều, đứng đây chờ đi, mày đưa cái điện thoại cho tao. Chị má. Tao điện 113 xuống liền tức thì. Má ơi, tại tụi con thương nhau thiệt mà sợ má không có đồng ý á má. Nên mới làm vậy thôi à. Làm vậy cái gì? Làm vậy là lừa đảo. Cái gì phải nói thật chứ. Thưa chị, mà chị đâu có lừa đảo đâu, tại thấy hai đứa nó thương nhau quá. Rồi nó kêu tôi đứng ra hỏi cưới chứ đâu có lừa đảo gì đâu. Đứng ra hỏi cưới, lớn đâu, rồi, đâu ba tiền. Thứ tóc trên đầu rồi, hai thấy không? Hai đứa trắng như đen, ba hai đứa. Đó, thì bây giờ hai ba gì cũng được á. Bây giờ con nít nói cũng cái gì cũng nghe, nói sai cũng phải làm nữa hả? Nói 14 triệu. Bây giờ tôi hỏi cậu nè. Dạ. Cậu có thương gái tôi thiệt tình không? Dạ thưa bác, hai đứa con thương nhau thiệt tình. Con sợ bác không có dịu gã cho con. Nếu cậu thương thiệt tình á thì cậu phải qua cậu nói chuyện với tôi đàng hoàng. Mặc dù cậu nghèo tôi giàu nhưng mà tôi không có phân biệt đó. Hiểu không? Dạ. Đừng có lừa đảo cái kiểu đó mà qua đừng vô đây là chiếm đoạt gia tài của người ta hả? Nhà, cái đó là sai nha chưa nha. Tôi nói cho cậu biết nha. Dạ thưa bác, con biết cái chuyện này rồi, mai mốt con không dám làm gì nữa đâu bác à. Giờ mà nếu mà bà từ chối tình cảm của hai đứa đó, đó tôi là người khổ nhất. Ủa? Làm gì mà anh khổ? Mất 14 triệu. Má ơi, má tụi con thương nhau thiệt lòng mà má. Bây giờ hỏi nè, mày có thương không? Dạ có. Thiệt lòng không? Dạ thiệt. Cậu? Dạ. Thiệt lòng không? Dạ. Cậu có hứa là bảo bọc cuộc đời con gái của tôi không? Dạ, con sẽ lo cho Ngân đến suốt cuộc đời luôn bác. Chắc phải không? Dạ. Chắc hứa luôn. Nếu mà hai đứa thương thiệt tình á thì tôi gả thôi. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, còn chuyện tôi tính sao? Là sao không hiểu ấy anh? Dạ, nếu mà thương thiệt tình thì gả nó phải không? Đúng. Nên là mày trả tôi 14 triệu phải không? Thôi mệt quá, 14 triệu hoài. Còn cái chuyện tôi ấy tính sao? Chuyện gì? Chắc không có, tôi chết quá. Chuyện gì? Thương. Anh thương ai? Ừ. Cái gì?
Em nói vậy là sao trời ơi? Mọi bên đây là ca sĩ mình đã quỷ hết trơn lịch rồi. Bây giờ mà em nói em quỷ vậy, giờ cuối gì rồi biết bên mình biết làm sao giờ? Trời, làm ăn gì kỳ cục vậy? Không biết đâu. Cái gì vậy trời ơi? Trời ơi, bây giờ quỷ hết show rồi phải không? Ừ. Trời lại quỷ hết trơn show à. Không biết phải nói làm sao luôn á, sao cái dạo này nó kỳ vậy ta? Bao nhiêu show rồi nó bỏ hết à? Xui đâu không biết nữa, thiệt tình á. Tôi thấy như dạo này nhỏ này không biết ổn không à. Chứ nghĩ như vậy nè, bây giờ mình phải tìm một cái cách nào đó, mình phải lăn xê nó lên nữa đi, hay là tống cổ nó đi luôn đi. Thôi, bây giờ đã nhận hết tiền của người ta rồi thì phải làm sao chứ. Bây giờ muốn đạp đầu nó đi đâu có dễ. Ủa, nó ra kìa. Ba ơi, ba ơi, sao con khổ quá. Trời đất ơi. Ở nhà với ba với má con đâu có làm gì đâu, toàn người ta làm. Lên đây ai này nó bắt con làm. Trời ơi, bây giờ tôi chỉ còn có nửa cái váy à. Trời ơi là trời. Thôi đi. Tao biết nó mòn ở bên đây. Tôi làm đi, tôi làm hỏng nổi. Bây giờ tôi phải mặc cái áo có đuôi về đằng sẵn lao luôn vậy nè. Trời ơi, chị biết tại sao mình bị quỷ show rồi. Tại sao? Con quỷ cái này nó trù nè. Còn gì nữa rồi. Trời ơi, mày vô trong đồ mày khóc lóc. Tối ngày mày trù làm show bị quỷ hết đó. Mày thấy sáng sớm ra mà nó khóc lóc kiểu này tôi là chẹp. Ai biểu mấy anh, từ ngày ba má tôi đưa tiền cho mấy anh đi giúp đỡ tôi để tôi được hát với lại gì đó kép chánh ca sĩ chính, mà tôi từ bữa giờ tôi không có gặp ai chính, tôi có gặp hai anh hết giặt đồ ủi đồ cho hai anh, rồi gì nấu cơm cho hai anh, lau nhà cho hai anh. Bây giờ tôi không biết đâu. Bây giờ mấy anh phải làm cho tôi xuất hiện trên sân khấu đi, tôi ở đây một tá được rồi, được rồi bị banh chành ở đây á. Trời ơi, người ta cũng phải dắt ốc môi tim, nãy giờ là hai anh đang suy nghĩ. Giờ dắt ốc môi tim hai bay có gì môi ra đi. Trời ơi, em đi cứ từ từ đó, rồi nghĩ rồi. Xã hội đen và lưỡng hai đứa bay á. Trời ơi, đó bây giờ khổ đi chưa. Mình sẽ tổ chức một cái live show thật là hoành tráng. Live show hả? Ừ. Show cho tôi hả? Live show chị Cưng luôn, đó. Rồi mời ai hát với tôi, rồi là gì đó, anh gì đó, rồi nói cho tôi hát chung với ảnh đi, gì đó. Ca sĩ khác á, là ca sĩ đó là ca sĩ chuyện thường, là hát lót thôi à. Chủ yếu live show là của Cưng. Thôi rồi. Bây giờ làm cách sao cho tôi ra. Rồi bây giờ tôi coi thử coi. Em ngồi đi. Vô. Đó. Em ngồi. Người MC cho nó coi trước ha. Okay. Rồi coi nha, coi để ý. Rồi nha. Làm sao cho tôi ra một cách là long trọng đó. Trời ơi, nguyên dòng họ làng xóm tôi chờ tôi đó. Rồi 2, 3. Trời đất ơi, xích qua bên kia. Đó. Trời đất ơi. Kính chào quý vị khán thính giả. Vô đó đi. Chúc quý vị khán thính giả bộ đêm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mọi điều đều đắc ý. Được. Kính thưa quý vị khán thính giả, sở dĩ ngày hôm nay hai thằng quỷ chúng tôi có mặt tại hôm nay là vì sao? Để làm MC. Đúng. Và cũng tại sân khấu này. Sân khấu này đây. Được. Cái sân khấu này nè. Cái sân khấu này nè. Sân khấu này. Ôi, làm cái gì mà giảm sập sân khấu của người ta làm sao? Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Kính thưa quý vị, tôi muốn nhấn mạnh như vậy á, là tôi nói có nghĩa là chỉ tại sân khấu này chứ không có sân khấu nào khác hết. Sẽ có một chương trình rất là hoành tráng, đó là chương trình Hoa hậu quốc tế. Dân, Hoa hậu quốc tế. Tôi chọn hai, tôi chọn cái này vô trong họng hai bay liền đó. Ủa, nha, sao, đừng có để nghĩ sao mà tôi là ca sĩ đi ra làm MC Hoa hậu quốc tế mấy ông nội. Trời ơi, thấy chưa, nhỏ này nó không có biết cái gì hết á. Chứ sao biết cái gì, anh ra làm có dính líu gì à? Anh cắt nghĩa cho em biết, thấy không? Đây là một chương trình Hoa hậu quốc tế à. Em là một ca sĩ hát chính trong chương trình này. Đâu? Thấy chưa? Rất như là vậy là một cái sự rất là quan trọng luôn đó. Thôi em có quan trọng gì chứ, cái đó là quá khùng chứ quan trọng gì. Tự nhiên ca sĩ vô hát được Hoa hậu, tôi nói đó tôi giật như miệng Hoa hậu hả anh chị. Thôi dẹp đi mấy anh, đừng có bàn bè đặt gạt gẫm gì, tôi đừng có xạo, không có chiêu trò gì cái làm bộ làm vậy để cho tôi ấy hả, để tôi đừng đòi tiền hả. Giờ làm cái khác đi. Bây giờ phải rồi. Làm sao hoành tráng cho tôi xuất hiện cái đêm đó đi. Có chiêu khác luôn. Chiêu gì? Hoành tráng luôn, đảm bảo em nổi tiếng luôn. Bà đợi, bớt bớt đi, chảy nước quá à. Nè, chứ nói cưng nghe. Vậy? Các ca sĩ trẻ hiện tại bây giờ á, nếu như mà nó muốn nổi tiếng đó, khi mà dựng một cái tiết mục đó, em chỉ cần pha một chút xíu cải lương thôi. Em dựng một tuần tích cải lương thôi, em xuất hiện thì em sẽ hoành tráng và em sẽ nổi tiếng. Hay. Cũng có lý. Nhưng mà dựng cách làm sao, làm cách
sao trong khi tôi là ca sĩ? Thì ca sĩ thì em phải đóng tuồng, em sẽ làm đóng một cái tuồng cải lương nào đó. Và một nhân vật trong tuồng đó. Tuồng em sẽ ca hát. Bây giờ trong anh là tuồng bây gì? Giờ đây đang suy nghĩ nha. À em có biết tuồng Nhụy Kiều Tướng Quân không? Hay quá. Biết thì tuồng đó ngày xưa ba má tôi kể là nổi tiếng lắm. Nhụy Kiều Tướng Quân là Nhụy Kiều là bà tướng nè, còn Tướng Quân là tướng của bà đó nè. Rồi mới là xông pha ra trận mạc nè. Rồi mới là bị coi như là bao nhiêu là kẻ địch bao dây mà ông sẵn sàng lấy cái thân của ông chịu hết mấy trăm ngàn mũi tên ông chết nè, để cho quân lính phía sau an toàn nè. Hay đó, quá. Đúng trời rồi, hiểu rồi. Một cái tuồng tích rất là hay. Rồi rồi. Đó thì em đóng trong cái chương cái tuồng đó thì em sẽ nổi tiếng liền đó. Rồi rồi thì tôi biết rồi, nhưng mà đóng chung với tôi là ai cái đó là quan trọng. Ai? Một người rất là nổi tiếng luôn. Tôi là tôi đóng là xuất hiện là Nhị Kiều rồi đó. Đúng rồi, đúng em không? Sẽ là Nhị Kiều rồi, thôi. Rồi ai đóng vai Lê Minh là một cái tướng hùng dũng mà để chịu bao nhiêu ngàn tên mũi đa giáo? Ai? Tôi. Mà... người ta tướng đó bà nội. Người ta tướng hùng dũng ra để đánh bao nhiêu ngàn quân đó. Bà ra như vậy rồi nó nhìn nó bỏ kiếm xuống hết rồi nó chạy. Thiệt ra nó sợ lay bóng của bà phải không? Trời ơi, đừng có nói như vậy. Trời ơi, trước khi mà nó chạy nó lạy ba lạy nó mới chạy đó. Bà nghĩ sao mà đâu này? Sao đóng vậy đó được? Trời ơi, nhìn như vậy thôi chứ lời lẹt như vậy thôi chứ không phải ở trong đất là men. Thấy râu không? Râu nè, đó, râu nè, đó, thấy chưa? Trời ơi, bà ơi, râu mà bà làm cái mặt thấy ghê vậy bà nội? Không đâu phải, đâu. Tại vì á bữa nay nó chế mới vừa nhập một số hàng make up vô cho các anh em đó rồi mới chế thử. Đó là bao nhiêu màu sắc là chế để lên hết. Mà bôi thì uổng quá cho nên để như vậy thôi. Cho bà diễn rồi được cũng được rồi, tôi sẽ mướn người khác, tôi chịu tốn tiền đừng lo. Rồi chỉ tôi cái đường dây cơ bản đi. Đó, rồi bây giờ đó ha là Nhị Kiều, Nhị Kiều. Là sao? Là Lê Minh đi về đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Lê Minh đi về. Đâu nhớ tôi. Hát cái tôi làm Lê Minh ha. Cái tôi chạy về tôi kêu. Đâu bà vô thử cho tôi coi cái bà Lê Minh bà ra làm sao, bà tướng cách sao để cho ba quân tướng sĩ nó theo bà. Tôi kêu nha. Rồi. Lê Minh. Lê Minh phát hiện. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Trời ơi, bà làm gì vậy? Lê Minh người ta cưỡi con gì người ta về chứ người ta đâu có bơi đi về bà. Bà làm gì vậy? Trời đất ơi, đi vô lại, làm lại. Bà làm gì không thấy xô của người ta? Chúng thương gì khi vậy? Trời đất ơi, làm lại. Lại. Lê Minh. Lê Minh. Lê Minh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Trời ơi, thôi. Thank you. Thôi. Lê Minh đi đánh trận chứ không phải nhảy dây nha. Không có nhảy dây, không có chơi bóng chuyền ở đây nha. Tôi không có nhảy dây, tôi không có chơi bóng chuyền. Chứ bà đang làm gì? Tôi đang cưỡi. Trời ơi. Bà cưỡi con gì mà bà xà lai bên đây là bà xà lai bên đây là con gì? Con đà điểu. Trời ơi. Trời ơi, ta cưỡi ngựa không cưỡi, cưỡi đà điểu đi đâu ông? Trời ơi, cưỡi ngựa là xưa rồi. Bây giờ mình phải cưỡi đà điểu. Đà điểu nó phi rất là nhanh, phải không? Tại vì nó có hai chân thôi, rồi nó phi rồi nó lắc ở bên này, rồi lắc ở bên này, rồi lắc ở bên này. Thôi thôi, dẹp, đừng có phụ việc làm cái kiểu đó. Đi vô thì cưỡi đúng cho tôi, đi vô. Trời ơi, hôm nay không biết được gì mà lộ, dễ sợ lộ à. Rồi, cho tôi kéo lại, ra lại đàng hoàng nha. Lê Minh xuất hiện. Nhị Kiều. Nhị Kiều. Nhị Kiều. Tôi đảm bảo bà 3 tháng nữa mới tới được chỗ này. Nhị Kiều. Đường kỳ này bà cưỡi con gì? Bà đang cưỡi con gì? Con bò. Bò đâu bà cưỡi bà? Trời ơi, bò nhà tài trợ, người ta tài trợ con bò thì cưỡi con bò chứ trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, tức nghĩa là hát là có tài trợ hả? Trời ơi, tài trợ gì là phải làm cái đó hả? Thì đúng rồi, người ta tài trợ cái gì thì làm cái đó. Rồi, hiểu rồi, thôi được rồi. Theo ý của bà luôn rồi, giờ tôi làm thiệt tình rồi nha. Rồi. Tức có nghĩa là thằng này nó chết đứng nha. Đúng rồi, nó phải tới đây là nó trúng tên rồi bị xả tiễn là quay nha. Rồi, vô. Xả tiễn nha. Nó bắn một cái là quất liền nha. Quất liền. Trời, hát rồi tôi hiểu rồi, trời tôi thông minh lắm, nói là tôi biết hát cái kiểu gì nè. Tôi hứa với bà luôn, tôi bắt hết là bể bóng luôn. Đúng rồi. Cẩn thận. À, nhớ tôi kêu tôi đàng hoàng nha. Nhớ nha. Rồi từ bên trong cởi, muốn cởi con gì cởi. Nhà tài trợ muốn tài trợ bà con nào bà cởi con đó. Rồi bắt đầu tôi hát. Rồi Lê Minh ra nha. Rồi Lê Minh xuất hiện. Thuận Kiều. Cái gì? Tôi lộn mà. Tôi là Nhị Kiều. Tôi biết bà rồi. Bà hát một hồi mà kêu tôi Thuận Kiều. Bà làm như tôi Côm Tấm Thuận Kiều hay là Thuận Kiều Plaza vậy bà. Rồi ơi, con người vậy không hiểu gì một chút nghệ thuật mà cũng bày đặt làm nghệ thuật. Lạ nha. Vô. Kêu một cái là lão đảo đi ra. Tôi kêu xạ tiễn là bắn liền nghe chưa. Quốc liền. Rồi. Lê Minh Sơ Kiếm. Nhị Kiều. Nhị Kiều. Xạ tiễn. Oh.
là trúng tên của quân giặc. À. Hay quá, giờ tới tôi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Tới tôi phải không? Đúng rồi, tới em. Đúng rồi, tới cô đi, tôi chết đứng rồi nè. Đây, rồi, chết đứng, ai muốn làm gì làm phải không? Ừ. Đi ra. Rồi. Khải hoàng cả uống chung ly rượu đào thương công người dùng tương. Sao hôm nay người vội bỏ ra đi, cái lửa đau bên vừa tắt liệm ở xa trường. Đất trời của quân an đang triếu nặng cơn buồn. Chiến công thầm lặng của người anh quý mến, sao ta nghe như có nụ cười hòa nước mắt ở lòng ta. Gia thượng bọc thay cơn quốc biến, tan bồng hộ thí vẹn tình trai. Xin hãy cho tôi vài phút giây nín lặng, móc mắt quên vuốt mắt lưỡi trai son sắc vẹn câu thề. Lê Minh ơi, một lại năm xưa ta ký thác Sơn Hà trong tay viên tướng trẻ, còn lại thứ hai là... lại thứ hai tôi lại bà nội ơi. Trời ơi, bà tha tội cho con. Trời ơi, bà hát mà bà làm gì mà chọc lét tôi quậy sao tôi hát. Trời đất ơi, anh mắc cười chọc lét hồi nào? Thì tại vì anh chấp đứng tôi muốn làm gì tôi làm, với lại anh là cái người anh ruột thịt của tôi, anh là người anh coi như là chết, rất là anh dũng, rất là hy sinh, cho nên tôi thương tiếc từng làn da tôi thịt của anh vậy thôi mà. Tôi hát quá xúc động mà. Tới anh đi. Lão tôi hát, tôi anh đi. Tiếp tiếp nha. Nhị Kiều ơi, Nhị Kiều ơi, nhàn mũi tên đạn đã rơi vào tim của Lê Minh này. Nhưng ta hạnh diện vì cái chết này và mũi tên này. Trời ơi, tại sao lại là cái hốc hầm cầu? Thằng quỷ vết mày. Mày. Phải tôi. Trời ơi, tại ông đó. Trời ơi, người ta tài trợ cái gì thì tôi lấy cái đó cho ông. Nhưng mà cái này là đồ sạch, chưa bao giờ xài hết á. Ông là người đầu tiên. Chưa gì xài, mà cũng tay anh hết trơn á. Anh muốn hát, anh hát. Anh làm như nghệ thuật gì vẫn chơi. Muốn diễn, muốn hát, muốn bắn tên, muốn lão đảo về, lão đảo. Đóng tướng, mà tự nhiên anh trở nên đóng tướng. Bây giờ nó sai hết trơn á. Trời, bây giờ nó có cái gì nó hát cho anh là đúng rồi. Mà tôi nói thiệt á, tôi không có chịu cái kiểu này đâu. Anh đừng có tưởng tôi là con nít hả. Tôi không bao giờ làm cái chuyện mà râu ông nội mà cấm càm bà kia vậy đâu. Bây giờ mấy anh mà không kêu, không cho tôi hát đàng hoàng, không làm đàng hoàng cho tôi sẽ la lên mọi người một chút. Tôi sẽ la lên mọi người lường gạt tôi, anh lường gạt tôi. Trời ơi, anh đây lường gạt, anh đây lường gạt. Anh Hoàng Nhất phải không? Không phải, Hoàng Nhất. Còn Nhất á là bà nội nè. Anh Nhất ơi, trời ơi, em nói thiệt với anh là em thích là làm nghệ sĩ. Cha mẹ em mới thương con cho nên bán nhà, bán đất, bán cả đài hết trơn, đưa hết tiền cho em. Bây giờ nợ nần ngập đầu chân lên đây, em đưa tiền cho hai người này đào tạo em. Nói đây là cái lò gì ghê gớm lắm, nhưng mà lên đây em cảm giác nó như cái động chứ không phải là cái lò. Đào tạo em tháng nay em không có làm được gì, mà em quét nhà, lau nhà, rửa chén, rửa đồ cho hai ổng không à, rồi còn chửi lên chửi xuống mà không có được hát hò, rồi từ giờ còn dạy em hát bậy bạ không à. Anh Nhất làm ơn giúp giùm em, nói ai anh trả tiền lại cho em cũng được, em nghĩ hả. Nãy giờ hàng này dạy em bậy bạ em vẫn học luôn hả? Dạ có gì không làm em sợ nó ấy, em học xong em thôi biết. Anh dạ. Nghe hết rồi. Dạ. Nha. Dạ. Bây giờ xin nói cho em biết. Dạ. Cái người mặc áo vàng này đó. Dạ. Là đi theo anh để hóa trang thôi. Còn cái người mặc cầm cung bên kia đó, xăm tay để đâu rồi đó, là cái anh đó là chỉ theo bấm đĩa cho trời anh thôi. Trời ơi, mày bấm đĩa mày cho đó là anh thấy em quá lầm rồi. Em đưa tiền không đúng nơi đúng chỗ. Tôi đâu biết đâu, tại họ mượn danh anh. Họ nói là em sẽ được đứng hát chung với anh, sẽ được anh đào tạo trực tiếp luôn, rồi sẽ may mắn thành sao nhanh dữ lắm. Nên em mới chịu làm trâu, làm bò, làm ngựa, làm gì vô đây em cũng làm hết trơn á. Thôi anh hiểu hoàn cảnh của em rồi. Dạ. Anh cũng rất là thông cảm cho em. Dạ. Thì anh nghe em nói là cha mẹ em bán giường, bán đất, đúng lấy rồi, tiền đưa lên nợ, không? Nợ nần ngập hết rồi. Ngập hết. Dạ. Thôi bây giờ anh sẽ chỉ cho em ca. Dạ.
À, để em biết ca rồi à. Rồi về nhà sẽ luyện thêm à, dạ. Để ca cho hay dạ. À, đi đám đám cưới nè, đám gả nè. Trời ơi. Nói chung là đủ lọ đám. Trời ơi. Để lấy tiền đó trả nợ cho cha mẹ em. Anh được ơi, chưa? Anh ơi, nhưng mà thiệt lòng bây giờ trả tiền anh em không còn tiền trả. Mấy này nó lấy hết trơn của em rồi. Vậy lên dạy cái đó rồi em thiếu sao được à, không thôi, anh? Thôi không sao, không sao dạ. Cái này á, là anh đứng ra anh tập cho em dạ. Bởi vì anh là chủ của tụi này dạ. Nó làm dù sao anh cũng phải chịu. Ồ là nó ăn ốc anh đủ vỏ. Đúng dùng rồi, anh đổ cho nó. Anh dứt dạy lại. Nè. Hai người, tôi hận hai người lắm đó nha. Dụ dỗ tôi, lường gạt tôi. Hai em á, anh nói bao nhiêu lần rồi. Sao cứ dụ dỗ của ta hoài vậy dạ. Lường gạt lấy tiền người ta hoài vậy đó. Hả, anh nói bao nhiêu lần rồi? Xin lỗi anh Nhất. Xin lỗi anh Nhất. Lần này bỏ ngay chưa? Bỏ ngay chưa mày? Dạ. Gì nữa anh? Hết rồi hả? Hết rồi. Dạ hết rồi. Thôi bây giờ dạ. Đi vô lấy mi coi. Đi vô lấy mi luôn coi. Anh tập em hát nha anh. Đi vô mày. Đi anh đi vô mày. Sao xạo xạo đó tôi bây giờ. Thông cảm cho anh nha. Em xin lỗi anh, em hơi hung dữ tụi nó chứ đối với anh em hiền dịu lắm. Em xin lỗi anh. Còn cái nữa. Dạ. Quỳ xuống mày. Mấy bữa bắt tụi quỳ xuống mày. Anh nhớ. Có lỗi phải chuộc. Quỳ xuống. Chuộc lỗi. Lấy hút bông cầu tôi để lộn bây giờ muốn không? Dạ. Xạo 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 quá. Giờ tao lên rồi này. Mấy ngày nay hai người bay đi tao không hả? Đó bây giờ trời. Canh bấm nhạc đó. Nó bấm nhạc thôi mà. Nó bấm nhạc nè nè. Chuẩn bị cái bài chuẩn bị cái bài tình nhỏ ba quên nha chưa? Tình nhỏ ba quên. Ừ. À, anh chỉ em nha. Dạ. Em sẽ ứng với anh nha. Đây. Bây giờ nghe anh diễn nghe anh ca rồi làm em theo nha. Theo. Ừ, rồi có rồi. Chỗ nào chặt anh chỉ em ha. Ok. Rồi. Thím ơi. Thím. Trời ơi. Tự nhiên con mắt ông nằm ở đâu mà ông nhìn tôi ra thím vậy? Ủa mà ông hỏi tôi hay hỏi ai vậy? Trời ơi, ở đây đồng trống có hai người à, tôi không hỏi cô, không lẽ hỏi ma? À, không phải là tôi không trả lời, mà tại tôi tưởng anh không phải người thường. Cô nói vậy là tôi bị bệnh hả? Không phải bị bệnh, mà tôi tưởng anh là người Hàn Quốc. Biết sao không, đầu quăng mà môi trề. Bộ ông ăn kim chi dữ lắm sao mà cái môi ông trề dữ vậy? Với lại về quê mà đeo mắt kiến đen hoài, không chịu bỏ ra. Tôi tưởng ai mới quánh ông lọt trầm cho nên không dám cởi. À, cô... Cô gì ai biểu ông nói tôi ma làm chi? Cô cũng dữ quá ha. Ăn miếng trả miếng nha. Thôi mình về đi cô. À, cô dùm ơn cho tôi hỏi thăm đi. Hỏi thăm gì? Ở đây cô có biết Út Mốt á, quê ở An Phú, Phú Châu, An Giang á. Cái người mà lúc nào miệng tía lia cái môi dảnh ngược à. Trời đất ơi, ông tả rồi sao thấy giống tôi vậy ông? Mà anh là ai? Kiếm cô Út Mốt làm chi? Dạ tôi tên Lượm, muốn về đây tìm cô Út Mốt. Lúc tôi đi cổ có mới 10 tuổi à. Trời ơi, anh tên Lượm có em gái là tên Út Mốt. Hai anh em cộng lại Lượm Mốt. Trời ơi, ông Lượm Mốt sao mà ông giàu quá vậy? Sao cô biết tôi giàu? Không biết, nhìn cái đầu quăng là biết. Anh ơi, đúng là em đã theo chồng rồi. Mà anh biết, bây giờ em đã có chồng. Như chim vào lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim vào lòng biết thuở nào ra. Ê, nhưng mà anh yên tâm đi, bây giờ nói thật lòng với anh là em chim thì nó không ra được, nhưng mà em là con người em có thể ra được. Em ly dị rồi, ra vô là chuyện bình thường. À, có điều kiện năm đứa con thôi. À, năm đứa con thì nói chung là chồng bỏ lại em nuôi. À, mình không có vướng víu gì, nó không quay lại làm khó làm dễ gì đâu. À, anh có thể em cũng xe tụi nó gặp anh ngày hôm nay được không anh? Được phải không? Anh cười anh nè. Alo. Anh có điện thoại hả? Cái gì? Chuyện gì? Gấp lắm hả? Đi liền hả? Ủa? Ủa gì hả? Ok. Rồi đợi chút xíu nha. Vũ con em với em sao? Hôm nay đi luôn được không anh? Thôi để bữa khác em nha. Để bữa khác nha. Bây giờ anh có việc gấp lắm. Ê ông kia. Trời ơi các
giờ. Trời hay quá, hay quá, trời ơi hay quá. Mấy nay hả là giấu em, cho em làm nó mệt mỏi cho nên về em có hơi có sức thấy chưa? Thôi đừng có xạo hai cho nội. Cái đó là chế phải nói cho cưng nghe, là tại vì hổng đài là cưng làm lao động mà bây giờ cưng có mới nội lực đó. Thôi đi chế, mới ra đó. Chế dạ dối, chế quá dạ dối. Thôi, đứng đi một chỗ đi. Nghe tôi nói. Dạ được không anh? Nè, hôm nay em ca rất là hay. Thật ra cái giọng của em rất hay, rất mùi. Dạ. À, chị rất tiếc thì thời gian qua hai em này nè, chỉ em là không có đúng thôi. Không đúng với cái chất giọng của em. Tự nhiên em thích nhạc này mà bắt em hát cái gì tùm lum thì đó đúng mà. Rồi. Nó nói là cái đó là bây giờ đang thị hiếu, khán giả đang thích. Mà hỏi anh chứ làm vậy em làm không được, tức có nghĩa là em méo mó nghề nghiệp rồi. Làm sao được, ba má em đã dạy rồi. Ba má sẵn sàng hy sinh hết của cải tiền bạc cho em, nhưng với điều kiện em phải làm một người nghệ sĩ chân chính, phải có tâm, phải yêu nghề hết lòng. Thì dù ba má em có hy sinh, ba má em cũng không có sợ nữa. Thật ra cái những lời của ba má em nói rất là đúng. Dạ. Nha, sau lần này rồi em về quê. Dạ. Em cho anh gọi là thăm ba má và rất cảm ơn những lời ba má của em dạy em. Dạ. Đó. Thì đó. Thì em phải ráng yêu nghề, học nghề là phải rèn luyện nữa, khổ luyện hơn nữa. Thì em mới thành công. Hôm nay em chưa thành công. Thì nếu như em cố gắng rèn luyện thì anh nghĩ rằng em sẽ thành công. Dạ. Thì đó. Thì bữa nay có thể khán giả chưa biết mình, nhưng mà em hát riết người ta cũng sẽ biết mà ha. Đúng rồi. Chứ còn mình hát bậy, hát không đúng sở thích, không có đúng cái sự yêu của mình, làm sao mình làm được. Rồi. Cho nên em đề nghị vậy đi. Sao? Anh kêu công an bắt hai ngày đi. Nó đạt quá. Thôi em đã lỡ rồi. Thôi bỏ qua cho em đi. Nhớ đó nhưng nha. Nhưng mà anh hứa với em sắp tới. Dạ. Anh có show hát ở đâu. Dạ. Thì anh sẽ giới thiệu em và dẫn em đi hát cùng với anh. Nhưng mà không phải riêng em đâu. Nếu mà có các bạn em cũng yêu nghề như em, say mê nghệ thuật một cách chân chính như em thì anh cũng giúp đỡ họ nghe. Ơi cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Năm mốt bé đi hát á, chứ theo trên make up miễn phí cho bé. Trời ơi, make up như bà đang bỏ của luôn á bà. Trời đất ơi, nãy giờ em hát hay dễ sợ luôn á. Nãy giờ em múa chứ em có hát đâu. Em nhảy nè. Ủa tao lo make up tao không biết tụi bay hát hay múa nữa. Nhưng mà tin chắc rằng 100 cái gì khán giả tại trường quay sẽ biết người nào hay nhất tới đêm nay và người nào tài năng nhất tới đêm nay. Còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy cầm máy lên và hãy bầu chọn cho thí sinh ai sẽ là quán quân tối đêm nay. Cách thức bầu chọn rất là dễ, quý vị chỉ cần chọt con tay vô trong cái máy, thích người nào chọt người đó, thích người nào chọt người đó. Phần bầu chọn bắt đầu. Kết thúc. Khỏi mất thời gian. Dạ vậy đi. Vậy cái quý vị trên tay của mình là sẽ có một cái kết quả ai lại là quán quân tối đêm nay rồi. Em ghi sẵn trong này luôn nè. Đây. Cái quý vị khán giả, người là đạt giải quán quân tối đêm nay sẽ rất là xinh đẹp. Tao bóp cổ mình đi à. Không đâu, tại vì em chậm mồ hôi mà. Không cần. Người ta nói chuyện mà bịt miệng sao ta nói. Kính quý vị, quán quân tối đêm nay sẽ nhận được phần thưởng là 150 triệu. Người đó chính là cô Lai Anh Tuyền. Ủa? Là em mới đúng chứ. Đáng lẽ là em á, mà em làm tôi rối quá. Tôi tuyên bố lộn, thì ra lỡ lộn thôi để luôn đi. Mất công sửa làm không lộn, đúng không? Dạ, em cảm ơn anh Việt Star. Cảm ơn quý vị cô bác, quý thầy cô, quý ban tổ chức, Z Studio, truyền thông, ống kính. Bà nói. Dạ. Bà không phải là thi hoa hậu. Dạ, em xin cảm ơn bầu cục quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, và người trao giải quán quân cho thí sinh đoạt giải tối đêm nay sẽ là ông Bùi Văn Tà. Đây là 150 triệu, phần thưởng của em, trong đó trừ 10% tiền thế chứ không phải tao đưa thiếu đâu nha. Dạ, em cảm ơn anh Tà. Đem mà khỏi đưa cho em, cho em đeo sao? Vậy hả? Dạ. Rồi, thôi được rồi. Kính thưa quý vị khán giả, bây giờ thì biết tất cả quý vị khán giả đã rất là đói bụng. Chúng tôi mời quý vị vào trong cùng nhau hả miệng táp đốp. Mời quý vị vào trong để tham dự một buổi tiệc buffet hộp. Đủ các loại hộp hết, hộp é, hộp dưa, hộp điều. Quý vị thích hộp nào chọn hộp đó. Xin mời quý vị vào trong với chúng tôi. Vào trong ăn buffet hộp. Vào trong. Chị, đưa tiền cho em. Tiền gì? Cái tiền giải thưởng đó. Ôi, cục cưng của chị. Tự nhiên á, cái tiền này là tiền chị trúng thưởng. Chị ca hay, chị mua giỏi thì chị được tiền thôi. Sao tự nhiên phải đưa cho cưng chứ? Tại vì hai đứa mình là chị em cùng cha cùng mẹ. Với lại tiền của chị cũng sẽ là tiền của em. Cho nên bây giờ tiền chị em xài cũng được mà, đâu có gì đâu chị ha. Chị phải đưa tiền cho em đi. Chứ không thôi là... Em là Phân Yến. Trong mặt mà má ơi. Em có mệt không? Hồi nãy giờ mà em thi vậy là em rớt rồi đó. Mắc gì rớt? Thì tại nhiều thời lượng của người ta có 10 phút, em đi 8 phút rưỡi rồi. Ôi trời ơi, chị ơi, nói chị nghe nè. Tại vì mình thấy tới đây là vui rồi. Em thấy tới đây là vui rồi. Cô ơi, con hốt hoảng quá cô ơi. Sao? Vì sao mà cướp cái quyền của cô? Nó không cho cô định đoạt, nó tự nó loại nó luôn. Trời ơi. Yến ơi. Trời
tới đây được rồi cô ha. Sao được? Chưa mà. Ủa khoan xí, sao tự nhiên mình xàm như vậy trời? Quay lại vấn đề chính nè. Chị, đưa tiền cho em. Không. Chị mới đưa tiền cho em có công chuyện. Không bao giờ chị đưa tiền cho em. Nghĩ làm sao vậy em xin Yến? Thay vì em lấy cái số tiền đó em ăn học chị không nói, đằng này em cũng ăn, mà em ăn chơi không hà. Nghĩ sao mà chị đưa tiền cho em? Yến ơi là Yến, Elephant ơi là Elephant. Em nhìn lại em đi, em xinh đẹp quá trời, em bốc lửa quá trời, em cao to quá trời, mà tại sao đầu óc em nó như chùm nho vậy? Nhức đầu quá à. Em nhìn cô Hồng Vân, cô cao to như vậy đó, còn em cũng cao to, em lồng lộn như cô Hồng Vân mà em làm được cái gì? Ồ vậy hả? Ý chị nói là mấy người nhỏ nhỏ con làm được gì hết? Thì nghĩ giờ thấy không? Thấy thầy không? Nhỏ nhỏ con nhưng mà anh đào tạo ra biết bao nhiêu là thế hệ diễn viên thành danh phải không thầy? Trời ơi, hãy nhìn lại chị đi. Chị thì sao? Thì thầy yêu của em làm được cái gì thì em làm được cái đó phải không thầy? Chị vừa mới nói cô Hồng Vân, thấy em nói thầy Minh Nhí cái xuyên qua mắt. Thầy cô nhớ cho con 10 điểm nha. Chứ mà học trò kiểu này ba phải là không có được đâu. Thầy cô. Thôi mà nói nhiều quá. Đưa tiền cho em. Không được. Chị phải đưa tiền cho em không? Chị đưa tiền cho em. Không được. Hai con kia, đưa tiền cho tụi tao. Thầy chưa kêu đưa tiền cho em không chịu đưa. Tự nhiên tiền gì đưa. Ba tao lấy má mày nào anh em mày. À, em biết anh là giang hồ, anh ở đây anh chơi với chị em đi nha. Không. Anh hai thì không bao giờ đòi tiền chị hả? Em chào hai anh. À, trời ơi, hết hồn, hết hồn. Elephant Liên. Kìa, ông kêu ai kìa? Tao kêu mày đó. Elephant Liên. Dơ quá à. Anh kêu lại giùm em đi. Elephant Liên. Giờ sao? Mày giỡn mặt tao mày? Mày nói ngày hôm nay là mày thi xong mày lấy 150 triệu, mày chồng cho tụi tao đúng không? Bây giờ mày đứng đó mày giỡn qua, mày giỡn lại, mày giật qua, mày giật lại đúng không? Bây giờ mày không đưa tiền là tao xiết nhà mày hiểu không? Đưa tiền kìa. Tiền gì? Tiền giải thưởng hồi nãy đó. Trời ơi, mày làm cái gì mà mày thiếu nợ người ta 150 triệu? 150. Ủa gì vậy? Nợ có 50 triệu hả? Không nói kìa. Im đi. Hơi đứa bay răng loạn rồi. Hey. Mày mượn được coi tao là 150 triệu trừ mày nói 50 triệu là ra. Hey. Thì tao tính cho mày nghe nè. Bữa đó là mày mượn được coi tao 50 triệu. Đúng rồi. Đó, mà tiền lỡ tiền lời là 100%. Vị chi là 100 triệu tiền lời đúng không? Trừ cho 50 triệu tiền gốc là hắn nợ mình 50 triệu phải được coi. Ủa thì đó. Mày nghĩ sao mà ba đứa cộng lại mua một buổi sáng hết 150 triệu, bây giờ mất 100 triệu, còn 50 triệu 100 triệu của tao đâu? Rồi thôi để em tính lợi nè. Ê, hơi con kia, nghe tao tính lợi nè. Bữa nay mày mượn được coi tao 50 triệu đúng không? Rồi mà tiền lửa là 100% là vị trí là 100 triệu tiền lửa là từ 50 triệu tiền gốc là nợ mình 50 triệu mấy được coi. Bây giờ tao không nói nhiều nữa, bây giờ nói vậy nè. Nếu như không có tiền thì lột đồ. Khoan gì khoan, bà nội người ta chứ lột đồ đi chừng 150 triệu. Trời ơi, mày điên hả? Tự nhiên cái lột đồ. Trời ơi, lột luôn. Mấy ông này làm cái gì vậy? Đến đây đòi nợ người ta, tự nhiên đòi lột đồ. Mày không có được xúc phạm đại ca của tao. Ông lột đồ là để kiểm tra coi mày có giấu tiền ở trong hay không. Chứ đại ca của tao. Dạ, tao thích ăn chay, tao ăn chay. Giờ sao? Quá tiền phải không? Nhào vô. Vô. Bác được hang lầu, em nắm được hang lầu này. Em bác được hang lầu. Vậy bác ai vậy? Tao nói rồi, bánh bèo nó hại dữ lắm, đừng có đụng vô nó mà không nghe. Đúng mày đâu rồi? Mấy đứa ơi. Vô. Tao. Chết tụi mày ra đi. Xử lý cho ta. Ah!
tụi bay ngon. Tụi bay ngon, tụi bay trở lại đây. Hai chị em đánh nó tả tơi luôn rồi chị ơi. Nó đi rồi. Mời má chị. Chị mời không? Má. Ôi! Mày vừa lòng mày chưa? Mày vừa mày lòng chưa hả Yên? Từ lúc ba má mất tới giờ chưa một ngày nào mày làm bất cứ điều gì để chị hai cũng phải lo lắng cho mày. Tới bao giờ mày mới chịu khôn lớn hả Yên? Hả Yên? Chị có biết không, em không còn thời gian để khôn lớn nữa rồi. Đánh em đi, đánh em đi, đánh em đi. Chị giết em cũng được nữa. Nhưng bây giờ chị đưa tiền cho tụi giang hồ đi. Không thôi tụi nó kéo tới đây, tụi nó xiết nhà, tụi nó làm hại tính mạng của chị. Em không muốn. Em nghe chị nói mất nhà thì hai chị em mình ra đường ở, nhưng mà mất em thì chị chết đó Yên ơi. Lần này chị nhất quyết phải lấy số tiền này chị chữa bệnh cho em. Bệnh gì? Chị biết hết rồi Yên. 150 triệu hay bây giờ có 1 tỷ nữa không bao giờ chữa hết bệnh cho em. Nhưng mà thay vào đó 150 triệu chị có thể mua lại được căn nhà, cứu lại được căn nhà cho chị. Em cần tiền, em cần tiền, nhưng mà chị cần em. Tôi bớt tôi sắp chết rồi. Nói cái gì nói lẹ đi. Alo, có phải cô Đinh Thị Ngọc Yến không? Ừ. Số hồ sơ bệnh án của cô là 75431 không? Ừ. Xin lỗi nha, tại vì á là đánh máy lộn cho nên á là cô á không có bị ung thư giai đoạn cuối đâu, mà thật sự cô chỉ bị thiếu vitamin C thôi hà. Cái chuyện này tôi sẽ ghi trong lòng tạc trong dạ khắc tâm phúc. Tôi nói cho tất cả mọi người biết luôn, cho bệnh viện mấy người đóng cửa nghe chưa? Dạ, cảm ơn. Em không có bị bệnh. Em sẽ sống. Hai đứa đi vô chuẩn bị đi, gần Tết rồi. Bỏ lên, chuẩn bị bước qua năm mới rồi mà còn đứng đó làm cái gì nữa. Kính thưa quý vị, rất thành công, vô cùng thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đón chào một mùa xuân mới thành công. Muôn hoa vàng, trời tia nắng về trong anh mùa sang. Gió mai man man chuyển đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống.